Tuy nhiên, loại thức ăn thô xanh chứa nhiều cellulo lại rất khó tiêu hóa, đặc biệt là khi bò có đặc điểm tiêu hóa của loài bốn túi, bởi lượng enzyme nằm sẵn trong dạ cỏ của bò sẽ không có đủ để tiêu hóa hết toàn bộ lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Chính vì vậy, người chăn nuôi bổ sung chế phẩm vi sinh vào khẩu phần ăn của bò sẽ là cách giúp con vật hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn. Trong quá trình chăn nuôi bò, anh Hưng nhận ra rằng việc bổ sung các chế phẩm vi sinh giúp thời gian vỗ béo bò rút ngắn 30% so với chăn nuôi thông thường.